Xin chào tất cả các bạn, giờ đã đến công đoạn mình bỏ sủi cảo vào nồi để mình hấp nha các bạn. Mình sẽ bỏ cho các bạn nha. Các bạn sẽ ăn món của mình, của một mình làm nha các bạn. Giờ mình đã làm xong rồi thì giờ đã bỏ sự kéo vào hết trong nồi, giờ mình sẽ đem đi hấp cho các bạn. Giờ mình sẽ cất đi. Mình lấy mất mình lại rồi. Bye bye các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn. Giờ bây giờ mẹ mình sẽ làm nước chấm nha các bạn. Giờ mình sẽ bỏ hành vô để phi nha các bạn. Hành phi nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Giờ mình sẽ gấp sủi cảo ra để thưởng thức cho các bạn. Để chỉ mình sẽ lấy ra nha các bạn. Là nhanh luôn. Bây giờ nó dính đó các bạn. Nè, các bạn nhìn mẹ mình gấp ra nó dính. Gấp nhanh hơn bỏ vô luôn. Và tôm nó cũng rớt ra ngoài luôn. Bể bụng. Hai con hồi nãy bị bể bụng đó các bạn. Mà mình thấy không phải là hai con đâu các bạn. Quá trời quá đất luôn. Dính chùm nhau hết à. Hồi nãy lúc mà bỏ vô thì còn đẹp, sao bây giờ lấy ra nó căng chành thôi á. Đây là chén chấm của mình. Cho miếng tôm vô nè. Cho miếng thịt vô nè. Đây rồi xong. Mình thưởng thức nha các bạn.
giờ nãy giờ mình đã làm xong thì bác sĩ bảo là giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Không biết là con ngon không? Nếu mà ngon thì các bạn cho mình 10 điểm nha. Giờ nhiều thịt vừa tôm các bạn. Video mới mình sẽ đăng cho các bạn xem nha. Bye. Tạm biệt các bạn.